đi khám xong bà về luôn ạ? Ừ thì bà phải về chứ. Bà lại thêm với bọn con mấy hôm nữa đi. Chứ gì đã về rồi. À, bà lại đi, bà ở đây đang vui. Mà chính ra cháu thấy bà ở đây mọi người mới tụ tập đông đủ thế này. Chứ bây giờ bà mà về lại không khéo mỗi người một nơi. Đúng rồi đấy bà lại thêm mấy hôm nữa thôi. Cái con bé này, mày chả được cái nét gì, được mỗi cái nét đấy là hơn mẹ cô đấy. Mẹ mày à, cứ mỗi lần bà lên đây chơi là bao giờ thì bà về? Tại vì con hay làm cho bà buồn lòng, cho nên là con muốn bà lên đây chơi. Con có gì xin lỗi bà nè, đưa bà đi thăm thú Hà Nội. Thôi đi cô, từ nay không được bỏ đi biệt xứ nữa. Nghe rõ chưa? Nhá. Vâng. Dạ. Bao giờ các con rỗi thì các con về chơi với bà nhá. Dạ. Nhá. Cháu dâu, kiếm mấy bộ khác mà mặc, chứ mặc cái bộ này thùng thình xấu quá cơ. Nhá. Bà hôn con đi. Ở nhà. Ở nhà quên. Mà yêu nhất đấy. Bà đi đi. Không giờ này đang tắc đường đấy. Bà đi nhá. Vâng. Đưa bà đi nhá. Con chào bà. Chào bà. Thấy chưa? Chị còn sợ bà lại hơn mày ấy chứ. Bà không bao giờ bỏ được cái vườn cây với em mèo bông của bà đâu. Ôi, chết rồi. Đấy, hôm qua tâm sự với bà cho nên là phải xin nghỉ làm, bây giờ ông mới gọi chửi thế này. Dạ, vâng em đây ạ. Hôm qua em trúng gió quá anh ạ. Dạ. Vâng, em mệt quá. Dạ. Tí về nhớ khóa cửa chị nhá. Vâng em đây, dạ. Vâng em mệt quá anh ạ. Hân, chị đi ra spa với. Cần gấp một buổi liệu chỉnh cổ vai gáy ngay lúc này đấy. Luôn bây giờ ạ? Ừ, đi. Rồi, đùa lại nữa. Dạ, em đây ạ, vâng em đang mệt quá. Dạ, đây, từ từ, chào em đi.